Ấn Việt Nam. Tìm Việt Nam. Bằng chỉ Việt Nam. No. Đại Thái Mu Ti. Số 8. 8 là cái gì? Employment, công nhân. Bảo lỡ mình biết được không? Next, không quan tâm. Chữ không đọc được, không quan tâm. Mình không có chỗ cái nào để mà tích cả. Vẫn next thôi. Tên. Tiếng Anh hay tiếng Trung? Tiếng Anh hết. Giới tính? Đúng rồi. Ngày sinh? 1991. 9. Tháng 9, ngày 20. Ngày 20, ok. Việt Nam. Hộ chiếu hả mã? Hộ chiếu C837-4435. À. Đây là số chứng minh nhân dân. Không phải. À, mã vé xong bên dưới mới chứng minh. Mã vé đây. Mã vé. Mã trên cùng sao thế? 297. 297. Đây nha. Ấn vào đây. Không ra nhỉ? Chưa vào, chưa điền vào số chứng minh. Không vào. Ấn vào đây nó tự nhảy ra rồi. Hôm nay là mạng có vấn đề. Ấn đây là tự nó sẽ ra được số hộ của hộ chiếu này. Nhưng mạng này có vấn đề, mạng này có vấn đề rồi, mạng này chưa chắc nó khai được đâu. Cứ điền nốt vào đi xem có được không. Thì cũng mất đi nó chào. Cô chị đâu? Của tận. Từ từ. Chào thật. Chào, uống mất. Chào. Em uống đi. Cho uống mà. Lạnh quá. Số điện thoại bên Đài Loan đúng không? Taiwan Takata nhé. Hãng nào cũng được mà đâu cứ phải Taiwan đâu. Không, vào là phải Taiwan Takata. Thế à? Đây bắt buộc nó. Bọn văn phòng đấy bác còn ghi rõ rõ rồi. À thế à? Bọn bán sim này ghi số 1 này. Ghi số 2 này. Cho nó sẽ mở cái này trước. Tức là ưu tiên Taiwan Takata. Người ta. Không đánh số 0 nhá. Ồ, lần trước mình là cứ cho số không đánh số 0. Một trong những cái đấy. Thì có ở trên nó cộng 886 rồi thì bỏ không. 401 613 613. Đây là số điện thoại của môi giới. Thoại bàn của môi giới. Di động cũng được. Số nào chẳng được. Yeah, nói chung là cứ cho số bàn cho nó tiện. Đây giờ ví dụ như nhá, đây là tự 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 thì thường cái này là mình không làm. Bởi vì cái này là của bọn này là bọn du học sinh. Và còn đây là an xin lý quản, cái này là bọn lao động. Bọn lao động giống như của chị Hà hay thuê khách sạn. Còn đây là mình phải ấn vào là của em là giúp việc. Đây em đây là địa chỉ khách sạn đúng không? Ấn thử vào đây xem hiện khách sạn. Thế. Ấn đây đều ra địa chỉ khách sạn hết. Đây khách sạn thế này đúng không? Đây địa chỉ khách sạn đây. Xong mình phải điền vào. Đây nhanh tiếp tục này. Tức là nếu như mình ấn vào đây là khách sạn thì phải điền cách tên. Địa chỉ khách sạn ở đây ra đây cũng được. Còn nếu vì em là giúp việc cho nên mà ấn vào đây là chính trung rồi là tập trung. Đây là group này, group quality này là tập trung. Là của em là giúp việc. Cái trên đầu này là của du học sinh, thăm thân và những cái người vi 14 ngày. Còn cái này là vi của lao động. Và đây là vi của giúp việc, của hộ lý. Đấy, thì ấn vào đấy. Ở đây còn dưới này này, như này, đây là bạn thì tự đưa này, tự đưa thì tương ứng với cả cái khi mà chị là du học sinh. Còn em là pháng y xưa tuê, tức là ở sẵn ở chi trả là có rồi. Đấy.
nếu mà công nhân thì vào cái nào? Công nhân thì là vào cái này, khách sạn đây. Còn công nhân là tùy. Nếu như mà chị Hà chị đặt phòng ý chưa tôi thì chị cho vào đây phòng ý chưa tôi. Còn nếu như mà chị Hà không đặt thì tự sắp xếp, phải hỏi chị Hà, cái đấy không biết. Đặt cái đó đặt thì có người đón. Ấn ở đây. Tiếp, rồi không thích ai cho nét được rồi. Ok chưa? Đơn giản như đơn giản. Nhưng mà đặt khách sạn nó không thể hiện bên dưới là phải đánh số khách sạn mà. Có chứ. Đặt khách sạn bây giờ sẽ kiểm tra lại thông tin. Anh kiểm tra lại thông tin này. Muốn thay đổi thì ấn ở đây. Exit. Chủ yếu là số điện thoại của mình thôi. Nó xác nhận vào thế là nó gửi cho lao động xong. Đã được chưa? Được rồi. Đây là kiểm tra lại thôi. Thì xong chụp cái này à? Xong chưa chụp. Để xem lại đã, có gì sai nữa. Xong. Gửi lại cái đường link qua Zalo không hả? Ừ, gửi lại cái đường link để khai báo. Cứ hành chính gửi cho một lần nữa sai. Mạng có vẻ chậm. Thế tôi chụp màn hình thế nào chứ tôi kìa? Chụp màn hình máy tính như nào? Cần chôn ship thứ 4 này. Ăn tiếp này. Lâu. Office ship số 4 là chụp cả đấy. Đấy, xong rồi. Thế là ra nó chụp cái này là gửi này. Đúng rồi. 3 là chụp hết, 4 là. Ơ sao tự nhiên đi đâu mà rồi? Nhảy mất rồi kìa, quay lại xem được không? Không quay được đâu. Tự nhiên nhảy mất. Mạng. Mạng này lởm lắm.